Chào mọi người nhé, giới thiệu đến mọi người cặp uốn lạnh Olive, một sản phẩm của hãng Obsidian Hàn Quốc nhé. Obsidian Hàn Quốc nhé. Đây là cặp này, là cặp uốn lạnh Olive Seo que này, Multi Olive nhé. Đây là chai số 1 và đây là chai số 2. Chai số 1 là nặng là 410g nhé. Đấy. Trên chai có nhãn chống hàng giả của công ty Mỹ Đình nhé, công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Đình. Có một cờ kem phụ tiếng Việt nữa, cốc uốn Olive cao cấp đây. Còn đây là chai số 2. Chai số 2 thì nó nhiều hơn, 530g. Đấy. Có nhãn chống hàng giả, kem chống hàng giả của công ty Mỹ Đình Co và có kem phụ. Cặp này là cặp uốn chuẩn của Hàn Quốc nhá, nên là chất lượng nó ok, không cần phải bàn tán nhiều. Anh em nào đã sử dụng sản phẩm của Obsidian thì là sẽ tin tưởng luôn. Đối với mọi người dùng thì các bạn biết là hạn sử dụng và ngày sản xuất của hãng Obsi là ghi ngược lại nhá, như ở trong này này. MAN phía trên là ngày sản xuất nhá, là 21/2/2005 thì sản xuất sẽ là 5/2/2021. Hạn sử dụng cũng vậy nhá, 4/2/2025 nhá. Shop mình có bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Sendor, Tiki. Anh em vào có thể mua hàng ở trên đấy nhá. Hoặc là để lại số điện thoại nhá, để lại số điện thoại. Một cặp này chưa đến 300.000 đâu ạ, chưa đến 300.000 ở thời điểm mình đang làm video nhá.